nhiều loại lắm. Xin chào các bạn, mình sẽ hướng dẫn các bạn hàng Trung Quốc xếp gỗ. Em nghĩ đang mất hàng nhân 6-7 không nè. Vì nhà cũng có kanji là tiếng Hàn. Nghĩ được không? Mình chỉ muốn có kim ngọc cho nên lại. Ăn chay hạt dẻ à? Sắp được ăn chay hạt dẻ. Gì nói gì? Đây lúc đó là mình quen. Mình chưa quen bao lâu. Để cho máy móc. Đoạn đó nó phải sáng tắt.
đi nó các bạn nắm được chị nắm được sẵn đến đầu sữa hạt sen không bỏ đối nhỏ sữa vô còn có Thank you.
Các bạn sẽ xếp to tông từ thành gỗ. Thank you.
mình sẽ xếp hình khác. Thank you.
Hãy
Thank you.
Bạn sẽ tiếp tục xếp hình từ thành gỗ. Thank you.
Hãy
Thank you.
Đấy. Để mà cho cái mô hoặc cái mô đi chứ. Thank you.
Hãy
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ta sẽ xếp bông hoa từ thành vụ.
Thank you.
chung. Số 9 đó đấy. Phải gì xưa. Đồn không? Mà chả ta nào. Uống gì xưa đấy. Thank you.
Và bạn sẽ tiếp tục xếp hình từ thành gỗ. Thank you.
Thank you.
bạn sẽ xếp bông hoa trở thành người. Vậy là mình đã hướng dẫn xong. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.